Ủa đây không làm à kia? Xin nghỉ. Có người nhà vô, có chứ. Quê nhìn là Nha Trang hả? Đúng rồi. Gần Ninh Thuận, chứ mấy đồ Nha Trang. Ninh Thuận hả? Gần, gần Ninh Thuận. Nhưng mà thuộc là... Ninh Thuận. Bình Thuận, Thuận. Nhưng mà cuối Bình Thuận. Ủa thế hết Bình Thuận là sang Ninh Thuận. Đúng không? Đúng rồi. Đi từ đây về là hết Bình Thuận rồi mới qua tới Ninh Thuận mà. Hết Bình Thuận tới Ninh Thuận. Cái gì? Chuẩn bị được đi chơi đấy. Ủa mà tính đi đâu? Có một ngày nữa là làm gì trên á? Con mắt nó có ra không chị? Ra rồi. Hả? Ủa? Đó là mụn gạo. Nói chung ít khi nó nổi lại chỗ đấy đó. Tại vì cơ địa mình bị thì nó sẽ bị lên á. Đáng lý cái chán là không đau á. Mà sao nó đau dữ không biết. Đúng rồi, chán mới đau. Nhưng mà hai bên đây nó không đau. Chán nó bị đau chỗ. Cái chán nó không có thịt. Để muốn lùm sọ luôn. Đau mà cố luôn. Thiệt luôn á, giống muốn méo luôn á. Đau rồi mà đau. Nhưng mà nó đau mà nó nôn trong người luôn á, tin không? Nó nôn trong ruột luôn á. Mà tại gì ghê chứ chị bà. Kiểu nó nối với dây thần kinh nào hay sao á. Má ơi. Gồng mấy. Giờ là chuẩn bị đi làm tóc, làm tai đồ ăn Tết này. Ừ. Làm tóc chưa? Làm hoài cũng vậy. Ngán luôn, làm nó hư rồi nó. Ngán luôn, một năm làm biết nhiêu lần. Mà tính làm tóc gì? Bây giờ có cắt cho nó gọn thôi à, chứ không làm gì hết. Ừ. Mong đâu? Hả? Ờ đúng rồi. Bạn lấy bụng không? Mà
nhiều không đi? Công nhận không, tất cả các mì Hảo Hảo vẫn ngon nhất. Hảo Hảo ăn mì nước hay mì khô thì nó không ngon. Biết được. Hảo Hảo là Asi Cúc đúng không ta? Nó phải đâu? Đúng rồi bà. Asi Cúc đúng không? Mình chỉ biết ăn thôi chứ mình đâu có để ý về đâu. Đâm cho phát nó lại đau. Xíu là nó đỡ hả? Mới lấy mụn xong thì nó phải hồng hồng. Ừ. À, em mua thêm chai vitamin C về xài nha, với là cho em khô cấp ẩm vô nữa. Ẩm với C nữa là ổn rồi đó. Là da nó sẽ mau lạnh hơn. Em đi xa không? Em đi xa. Mới lấy mụn có cái thương hở. Không biết cứ che kỹ thôi. Tại trong nắng nó có còn á. Rồi. Thank you.
Bên kia đỡ, bên kia đỡ mụn mà sao bên này nhiều. Mà bên kia đỡ mụn mà sao bên này nhiều. Mấy bữa bên nó nhiều hơn. À, chứ bên này nhiều hơn à? Nãy kìa, xong rồi lại thấy nó còn nhiều mà. Với lần trước bên này nó nhiều hơn mà đúng không? Với lại nó sáng quá nặng không có hết được á. Liêm sinh năm bao nhiêu mà cậu chị? 2000. Em bao nhiêu mà kêu vậy? Hỏi nhìn là bước rồi, em sinh năm bao nhiêu? Nhân viên nhà 1999 đó mà. Đúng vậy. Lớn hơn ta con tuổi. Ủa thì không phải là chị à? Chị mà chị. Không biết mình lớn tuổi không, cũng xinh em. Tuổi nó già vậy lắm. Ơi. Cái tiếng là chị ơi đấy nó cũng không nghe luôn á.
chua nó cứng. Tên kia mẹ tên gì? Ngủ chưa xả? Chị Huy cho nấu cơm hả? Nấu cơm. Mình làm black rabbit. Black bean gì vậy? Black bean. Thỏ. Thỏ. Thỏ, thỏ đen, thỏ đen. Vãi. Thỏ đen. Quá trường. Như kêu nghiệp lên chị Nhân. Nó mặc cùng mũ chất lượng này. Oh yeah. Gương mặt đẹp dry nhưng mà trên kia chưa biết tóc đâu.
đừng có bỏ phế, em đừng có nghĩ là mới uống tiếp phải tiêm vaccine nữa nó lại còn nó hụn nữa, không có đâu. Chút xíu. Lại nghiệp để cay dễ sợ mấy ơi. Ừ. Tại đây có gan, có vậy. Đúng rồi đó. Thế sao tại vì mắt em đẹp. Cái gì? Tại mắt em đẹp. Nên là đeo có gan được cái đi đeo mắt thôi. Đúng rồi. Mở ra này cũng không cái ói luôn. Chị chỉ lo làm gì thì chị cười cái gì? Mình lên biệt lệ đó. Trời đau quá. Lên được không? Rừng rừng mật. Sao xong, sao xong. Nói theo nó luôn á. Tính là lớn hơn chuyện tuổi rồi mà chỉ kêu bằng nó luôn á. Cho nó trẻ. Em không nghĩ chị vậy luôn đó chị à. Ai muốn đồ trẻ hơn tôi. Có biết bao nhiêu tuổi đâu. Chị 90 luôn á hả? Ừ. Trẻ vậy. Sao chị có thể nói khác như vậy? Khác nữa thiệt mà. Khác nữa sẽ nghiêm trọng. Ừ. Sau một mùa dịch đúng đáng nhiều hơn. Về nhà cũng như là rất ngon rồi. Chị đưa cái mặt chị xuống bắt đền rồi chị. Bắt đền bà hàng xóm. Nó cô chịu chứ. Bài tạo lao. Ủa Hạnh đã chỉnh đốn bi lại chưa? Chỉnh rồi đúng không? Thank you.
chưa. Nhân viên ở đây dọn dễ quá mà. Tính ra lên đầu ngồi hay sao? Chị ngồi xuống đi cho nó treo leo kìa. Vi. Kêu chị ngồi xuống đi em leo lên. Không biết, sợ người ta không biết mình tên Kha hay sao. Không dám nhìn luôn nè. Ủa, thấy chưa?